Món gì vậy mẹ? Này là bông xào. Món này bố đi. Anh này bố. Bố không uống đó không? Bỏ đó này luôn. Các bạn thân mến, lúc này thì tôi đang có mặt tại nhà của Bích Thùy. Chúng tôi vừa có một bữa cơm tối thực sự là rất ngon, đầm ấm và tình cảm. Cảm ơn Thùy, cảm ơn cô Thuyền. Cháu nghe nói là căn nhà này là sửa sang lại là có khá là nhiều tiền của Thùy đóng góp cho gia đình đấy đúng không ạ? Đúng rồi, trước đây thì cô cũng có một căn nhà nhưng mà đủ tạm bợ ở. Thì qua quá trình cháu nó đi SEA Games nó được một khoản tiền thưởng, nó về cho mẹ để sửa sang lại. Để thờ ba nó, cái ông bà. Lúc khi mà dẫn bắt đầu chương trình này ấy, chị cho nói rằng là cuộc đời Thùy có rất nhiều những cuộc hành trình. Có thể nói là cái hành trình từ Ấn Độ này, xong rồi về đến Quảng Ngãi, rồi về đến nhà là cái hành trình có thể nói là hạnh phúc nhất của cuộc đời em từ trước đến nay, đúng không? Thùy kể một chút về cái giai đoạn ở Tây Ban Nha đi, khi mà liên tục lần lượt các đồng đội, các chị, các em cứ ngày một báo tin là bị dương tính. Lúc đó mọi thứ như thế nào? Tự nhiên đang ngủ lúc 12 giờ trưa thì gõ cửa tụi em test, thì em nghe ngoài cái xì xầm ấy thì gọi cửa phòng em, thì bác sĩ test em thì em đã cảm thấy hoang mang rồi, phải có vấn đề gì đó. Thì lúc trưa đó mới test gấp cho tụi em rồi, nhưng mà test ra kết quả mình một vạch thì mình cũng cảm thấy đỡ sợ đi nhiều. Sau 10 chiều hôm đó thì có mấy bạn hai vạch thì bắt đầu tách phòng, bắt đầu là thêm phòng luôn, là tách ra. Trước đó là tụi em nói chung là cũng sinh hoạt bình thường, thoải mái, tâm lý cũng rất thoải mái, nhưng mà vâng, quyết tâm. Nhưng mà cho đến lúc mà bị rồi thì chiều ra sân tập thì bắt đầu hoang mang, lo sợ về kết quả PCR của mọi người ở nhà. Xong rồi sau đó thì cho đến kết quả đúng thật là tụi em là bị dương tính hết hơn nửa đội. Thì chính xác là 16 người. Vâng, chính xác là 16 người. Xong rồi sau đó mấy ngày hôm sau tới ngày chuẩn bị lên đường thì thêm mấy người nữa, thì đến cuối cùng là còn có 6 vận động viên thôi. Cảm thấy lúc đó cũng sợ nữa, bắt đầu là mình lo hơn, nghĩ sao mình, lúc đó em có suy nghĩ vậy nè, sao mình không phát ra luôn đi để mình ở lại cùng với đội ở Tây Ban Nha để cùng nhau chữa trị thời điểm đó, thì em sẽ kịp tới giải hơn. Tức là em lúc đấy không suy nghĩ là sợ Covid nữa, lúc đó là không suy nghĩ sợ mình nữa, mình chỉ muốn là mình bị Covid sớm để hồi phục sớm để đá giải. Đúng rồi, anh sợ đấy. Ui, anh sợ hết cả này. Cô nghe cái thông tin đấy cô có sợ không ạ? Sợ. Dạ, lúc mà Thùy và các đồng đội bên kia bị hết thì Thùy có gọi điện thoại về cho cô không, và cô có biết không, thông tin đó? Thì cô biết cháu gì? Không gọi, chỉ là nói với chị, nói với chị gái. Thế chị có nói lại với cô không? Nói chị gái là dạng chị gái đừng có nói mẹ lo. Thế coi như là cô không nhưng biết gì mà, về việc mà cứ nghe một lần điện thoại thì hai chị em nó cứ rù rì riết. Thì cô mới theo cô để ý, cô hỏi miết, cô theo cô hỏi miết. Hỏi có cái gì mà cái dấu rồi miết cái sợ lắm. Lúc đó có sợ lắm, không ăn không ngủ được suốt, cứ ngày nào cũng gọi điện gì là sao con rồi miết, lo lắm, lo thành bệnh luôn. Trong thời gian Covid là cô bệnh suốt luôn á, cô không ngủ được, cô lo sợ, sợ con mình ở bên đó một mình, rồi sợ cứ nghĩ vợ rồi nghĩ cứ nghĩ qua đó biết người ta có lo cho con mình không. Gọi qua thì nó là sợ mình lo, cứ nó cười riết, nó giỡn, nó đùa riết, nó cứ nói, con có sao đâu mà mẹ sợ, mẹ lo cho mẹ đi, mẹ chờ con về, mẹ đừng có nghĩ biết mẹ làm vậy thì con mới bệnh hung, mẹ mà mẹ bệnh thì con mới lo cho mẹ, con mới bệnh hung, con không có sao, mẹ yên tâm đi. Mà nó thì nó đùa, cứ điện về là nó cười, nó giỡn như là người bình thường vậy đó, nó sợ lo á. Thế một mình trong phòng có khóc không? Người ta thì nếu như bị bệnh thì sẽ chia sẻ với gia đình và nhận được những cái sự động viên của gia đình. Em thì rơi một cái hoàn cảnh là bị thì bị một mình, đúng không? Nếu như là cùng bị mà khoảng mười mấy người ở nhà ở Tây Ban Nha thì còn quây quần bên nhau và nói chuyện. Nhưng em thì lại sang đến Ấn Độ rồi thì mới test PCR mới âm tính, đúng không? Thế là một mình bị nhốt trong phòng mà giấu mẹ. Thế thì lúc đấy em thế nào? Có khóc không? Em thì giống như là em không thể giấu gì mẹ nhiều chuyện, nhưng mà em hay nói chuyện với chị gái em, chị dâu em, em hay nói hết, em không giấu được vì em nói là em không muốn mẹ em lo, với là chị gái em hay nhắc là
mẹ cứ mắc ngủ miết nên em lại càng lo hơn. Em kêu thôi đừng nói, để từ từ, để em coi em test 2-3 ngày nữa. Em test lại PCR thì phải báo từ từ. Còn cứ em bình thường, hiện tại em rất là bình thường đấy. Thì nhưng mà sau cuối cùng mẹ cũng, chị Thẩm, chị nó cũng không kiếm được, chỉ nói với mẹ để cho mẹ nghe thôi. Thì mẹ cũng lo, nhưng mà với bản thân em thì em cũng đã, giờ này em cũng đã lớn, em cũng không muốn mẹ phải lo nhiều đến em cho em. Em thì luôn rồi mà em đi nhiều quá, em không muốn là cho thêm một cái phiền phức gì vô để cho mẹ phải suy nghĩ ở xa. Nhưng mà được bác Tùng, trưởng đoàn với bác Trung, rồi cũng có mấy cô, rồi liên đoàn đá cũng luôn quan tâm động viên em, rồi cử bác sĩ qua đó nữa. Thì lúc sau thì có bác sĩ với chị Trang qua rồi á, thì mọi thứ nó cũng trở dần dần quen với em, trở thấy là bình thường. Thì lúc đó em cũng bắt đầu em suy nghĩ là Covid không phải là đơn giản, nên là em quyết tâm tập hít thở trong phòng và tập luyện. Em tập khá là nhiều, tập nhiều để cho em nghĩ là em tập thì em uống nước nhiều em sẽ đẩy được con virus ra sớm để em có thể sớm quay lại với giải. Nhưng mà hình như em càng tập xong rồi cứ dương tính mãi. Nhưng mà em nhớ nhất là cái hôm mà em bị em test lần thứ ba vẫn dương tính đó, là hôm đó em bất lực, em đánh bầm tay em hết luôn đó. Em rảnh tay lúc đó hình như em có lưu tấm hình mà em đánh bầm tay ở trong điện thoại đấy. Em đấm vào cái ghế em cảm thấy là sao em bất lực lắm kìa, em cảm thấy như là sao mà mình không có triệu chứng gì mà mình mãi vẫn cứ dương tính. Lần mà ngày 8 á là em quyết định ngưng tập luyện hết, em chỉ nằm bập chơi, bắt đầu thư giãn. Bắt đầu là lúc đó là em cảm thấy là em bỏ hết, em kêu bây giờ là em cần sức khỏe hơn. Cũng khát khao lắm, em mà hết Covid, vừa hết Covid là không có còn suy nghĩ gì nữa, là muốn đá liền. Nhưng mà trong lúc mà lần thứ ba em test vẫn cứ dương ấy, thì em lại lúc đó em mới suy nghĩ lo tới sức khỏe, là em cần tới sức khỏe nhiều hơn. Thì đến lúc ngày 10 đúng không? Thì bắt đầu có kết quả là âm tính. Đúng rồi, ngày thứ 10, ngày 26 sáng em tự test. Em test lúc 8 giờ sáng, thì em nghĩ là 8 giờ sáng hôm sau mới có kết quả. Nhưng mà hôm đó thì chiều lúc 5 giờ 30 ấy, chuẩn bị đậu đi họp, thì chị Linh ấy, chị mới nhắn là em âm tính rồi, ra đi. Ôi em còn không tin mà em gọi lại liền. Thật không chị? Thật, ra đi. Xong rồi em mừng, em hét quá trời. Xong rồi em gọi về cho mẹ liền, cái mẹ ơi con âm tính rồi. Cô nghe điện thoại là cô có khóc không? Lúc đấy mừng. Thì lại khóc thì mừng. Dạ, khóc thì mừng. Mừng đúng lắm. Dạ. Những cái ngày mà nó Covid á, thì cô là lo. Cô lo mà cô khóc suốt. Cứ sợ. Cô thì cô chỉ sợ là nó đi là lâu quá, mà nó nói chung là mình gia đình cũng khổ, mà con mình thì nó đam mê, kiểu như là nó đi từ nhỏ giờ nó xa mình. Cô thì cô cứ nghĩ sợ có vấn đề gì không, mình nó đi thì nguyên bản nó sẵn nó về thì như người ta vậy đó, khát phí không ngủ được, cô khát đến bệnh luôn á. Mình có ba đứa con, là thứ hai nữa là con mình, là nó là con người thiệt thòi nhất. Nó đi từ hồi nhỏ giờ là nghĩa là qua năm 2009 là nó đã rời xa mình rồi, nó tự lập, nó sống một mình đó. Đến ngày nay thì nó lồm, nó trưởng thành thì nó lại lo cho mình. Ngày mình không lo gì được cho con mình, bây giờ nó lại lo cho mình. Lỡ mà có vấn đề gì mình mất một đứa con, đau đớn, nghĩ mẹ biết, khác biết. Lo chứ không, thì nói đấy là cô xúc động, không chịu được. Thì làm mẹ thì chả biết rồi đó, hy sinh vì con, nghĩ tất cả cũng là vì con. Thế lúc Thùy mà quyết định đi theo con đường bóng đá ấy, thì cô có ngăn cản không? Thì cô là không chấp nhận, thật sự ba nó như là anh chị thôi. Ba nó thì cũng là để cho con nó đi đi, tại vì nếu nó thích cái gì thì nó mới làm được. Cô thì người mẹ thì cô không là nghĩ vậy, cô nghĩ một người phụ nữ mà đi cái nghề bóng đá thì nó, cô nghĩ là nó thiệt thòi đủ thứ, cô không muốn con của nó đi vô cái nghề đó. Ví dụ như là nữ thì đi bóng đá thì ví dụ nó như đến bây giờ nó 28 tuổi rồi, thì lúc nào nó cũng quần đùi ố số, nó chả biết mà săn. Ví dụ nó phơi nén phơi xương thì nó sạm sụi, nó già nua xấu xí. Khi mà nó qua nó hết cái thời điểm mà nó hết đó, nó trở về thì cái tuổi thanh xuân nó đã hết rồi.
thì thấy nó thiệt thòi tội nó. Những bạn bè học với nó, một lớp với nó thì nó ở nhà đó, nó không đi vô con đường bóng đá thì nó là ăn chơi, phấn son, sửa soạn. Thì nó lại có chồng rồi, nó có con, những bạn với nó là nó có con hết rồi đó. Thì mình nghĩ vậy là người mẹ thì cũng không muốn con mình sự thật là như vậy đâu. Cô nó thật sự, cô muốn con mình nó ăn học được tới đâu nó tới. Nhưng mà nó ra ngoài nó kiếm con đường nó làm ăn rồi có thể là nó có một cuộc sống mà sau này nó có chồng, có con, nó có một cái tổ ấm riêng của nó có hạnh phúc. Bây giờ ví dụ như tiền nó mà nhiều hoặc nó lồm lên một cái vinh dự, cái sự nghiệp cho người mẹ, cho nó, nhưng cho gia đình, cho này xã hội rồi này kia. Nhưng mà trong làng cô cũng không có vui mấy. Cô cứ nghĩ là sau này con mình nó trở về cái tuổi già, cái tuổi mà nó hết đó được nữa để về nhà. Rồi sợ nó không còn một cái gì, một cái công việc gì hoặc là chừng đó nó lớn rồi. Bây giờ tiền bọt thì cứ nó lo cho gia đình thì sau này rồi không biết nó vì cái tuổi già nó thì như thế nào. Chồng con không có, không được nãy kia rồi cô nghĩ đủ thứ nghĩ. Cô nằm đêm tới là cô nghĩ đủ thứ. Cô không có thể mà cô thấy con mình nó có tiền có bọt mà cô hôn hoặc là này kia. Cô thì không nghĩ vậy. Cô bé kia nghe tất cả tâm tư của mẹ rồi, thế bây giờ đưa ra những câu trả lời cho mẹ đi ra nào. Ngày xưa thì em thuyết phục mẹ như thế nào? Em chỉ nói là cho con đi theo đi, thử rồi con cứ thỏa sức, thử sức con thử, không được thì con lại về. Ba đồng ý, rồi nhưng mà mẹ thì cứ nói là thôi mẹ không có thích con cái kiểu vậy. Rồi mẹ nói là sống môi trường tập thể nó sẽ khó sống đó, từ nhỏ lớn con ở được ở nhà ở quê thôi. Em cứ nói là cho con đi một lần đi, cho con thử đi, không được thì con lại về, yên tâm. Về xong thì tầm cả một tháng sau thì em suy nghĩ là em thích nó, em thích bóng đá, em muốn đi nó, đi đúng cái con đường sự nghiệp là chuyên nghiệp luôn, nên em quyết định quay lại. Thực ra anh rất là hiểu, đúng, mẹ rất là mong muốn em sẽ thành công và sẽ có được những điều kiện kinh tế để giúp gia đình, đó là một điều rất là thiết thực. Nhưng cái mà mẹ lo là lo tiếp tục cho tương lai của em. Thế thì em sẽ nói gì với mẹ? Thì ở năng em thì em vẫn biết là gia đình anh, thậm chí anh chị cũng nói, đặc biệt là mẹ em thì luôn muốn cho em sẽ lập gia đình sau này. Thì dù em biết con đường bóng đá rồi sẽ không đi tới, mình cũng lớn rồi rồi, nó không sẽ không đi lâu dài được. Thì mẹ cũng muốn là em tóc đẹp, tóc dài này, tính ra một tí để kiếm thăm chồng. Nhưng mà em cũng chỉ muốn nói mẹ, thời đại bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Giống như là cuộc sống mà thì có mình cứ thành công với sự nghiệp của mình, là nghề nghiệp trong tay rồi, thì em nghĩ là cái vấn đề duyên nó đến thì nó đến, còn không cũng không giống như là đừng thúc đẩy em quá, cứ để là đừng kiếm lại là. Nói chung là em cũng muốn là mẹ đừng lo lắng cho em nhiều về cái khâu phần đó. Em nghĩ là khi em thành công, sự nghiệp em có thì tự động duyên nó sẽ đến với em. Ok, cái đấy cũng là một cái mà đúng em nói. Thời đại bây giờ thì nó mọi thứ nó cũng trở nên rất là mờ, dạ đúng rồi. Không? Làm sao mình sống thoải mái nhất, tốt nhất với đó, con người của mình, với cái sự lựa chọn của mình, với công nghiệp của mình, đúng không? Và cháu nghĩ rằng là cô cũng không nên lo quá, bởi vì cháu mặc dù cháu mới gặp Thùy thôi, nói chuyện với Thùy ít, nhưng mà cháu thấy suy nghĩ của em nó rất là chín chắn, rất là khôn ngoan, rất là thông minh và có những sự tính toán cho tương lai nữa. Và đặc biệt là cháu thấy rằng cái tình cảm dành cho gia đình, cái tình cảm dành cho mẹ, cho các anh, các chị và những cái lo toan cho gia đình, cháu nghĩ là thực sự là rất là đáng quý. Và có lẽ là những ngày vừa qua thì cô rất là vui, đúng không ạ? Cháu thấy cô cười suốt này, cô đi vào thành phố Hồ Chí Minh này, xong hai mẹ con chụp ảnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất là vui, đúng không ạ? Đó là những cái kỷ niệm đẹp, đúng không cô? Đúng rồi. Thì nói chung thì lòng người mẹ thì ơi cũng lo, dạ. Nhưng mà con mình thì nó được vinh quang thì dạ, con mừng, rất vui, rất mừng, dạ. Đó. Bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi cô ạ, suy nghĩ rất chín chắn và có cả những cái sự chuẩn bị tính toán cho tương lai nữa rồi. Thế khi mà cô biết tin Thủy ốm này, xong rồi Thủy khỏi này, xong rồi khỏi một ngày, xong ngày hôm sau bước ra sân luôn, thì lúc đó cháu muốn hỏi là cô vui hay buồn? Cô buồn, cô không vui. Cô lo là tại vì cô nghe người ta nói cô là cô ha nghe, cô không biết. Họ nói là đủ thứ kiểu như cô viết này kia, cứ hậu viết kia, khi cô viết mà ra thi đấu hoặc là ra làm cái điều gì mà nó hư
mà mày nhọc thì nó sẽ biết chứng là. Thì em có biết về cái câu chuyện đó không? Có biết về những nguy cơ của việc hậu Covid không? Dạ em biết chứ, nhưng mà em biết hết sau hậu Covid nguy hiểm lắm, nhưng mà em nghĩ là vận động viên thể thao tụi em cái sức đề kháng nó sẽ khác với người bình thường một xíu. Với lại là lúc đó là giống như trận đấu mà sau bao nhiêu ngày em bị Covid á, Minma lại là trận đấu nó cũng ngang tầm á, em lại thích gặp những đối thủ như vậy, em lại càng khao khát. Nhưng mà em biết mình khao khát, nhưng mà bác cũng sẽ biết khả năng và thể lực của em tới đâu thì bác sẽ sử dụng em đúng thời điểm. Thì bác cũng quan tâm, hỏi nhiều lắm, bác thì tình cảm mà, bác cũng lo thì bác hỏi. Thì lúc đó em chỉ nói là con làm được, con đá được ạ. Mà mỗi lần em mà quay sang thì em háo lửa lắm, giống như là đã là chơi, này là môn va chạm tay đôi, là phải chơi hết mình và phải biết phần thắng thua. Cho đến trận mà em đang nghĩ trong đầu em rồi, trận này là dường như là trận cuối của mình rồi, còn bao nhiêu cứ bung hết ra, thậm chí đội trưởng Quỳnh Như cũng vậy, chị em động viên nhau, không còn gì nữa mất nữa, tấm vé này là mình do mình quyết định. Thì luôn động viên vậy, thì khi bước vô sân á thì thể trạng em sung lắm. Ngày hôm đó kiểu như vậy, như là mình nghĩ mình sẽ cố gắng, mình nghĩ mình phải thể hiện trận này, mình phải cố gắng hết trận này, nhưng mà cái đôi chân của em nó không còn độ mượt mà để mà múa máy hoặc là nhận kiểu như nhận bước đầu tiên á, nó không còn cảm giác tốt nữa. Cho đến lúc mà hết hiệp á, ra thì cô Hạnh, em nhớ cô Hạnh nói một câu, con giảm cái độ sung con lại, con giảm lại, cô tin con sẽ làm được. Thì từ lời động viên của cô rồi bắt đầu vô hiệp 2, em nhìn thời gian đồng hồ á, phút năm mày vào mà đã bị vậy, em nhìn đồng hồ cũng nói mọi người còn thời gian, cố lên. Dù như cũng gào hét rồi, chị Kim Thanh, chị Kiều, mọi người cũng gào thét lên hết. Thì cố gắng động viên, vì em thứ nhất là sợ là vì nếu mà thể trạng bình thường á, tụi em không sợ đâu. Nhưng mà thể trạng lúc đó thì bị bạn ấy xong rồi ai cũng đuối, tình huống mà dẫn đến cho em có bàn thắng á, thì cũng mình hình như mình cái đầu mình không suy nghĩ tới. Và trước trận đấu lúc mà những lúc thời điểm trước đó mà lúc mình thắng 1-0 thì em luôn nhớ là mình phải ghi bàn. Cho đến lúc mà nó gỡ hòa rồi đó thì trong đầu em không còn có suy nghĩ được là mình phải ghi bàn. Thì em thường nghĩ là những lúc mà em không suy nghĩ là em không ghi bàn thì lại em sẽ ghi bàn đấy. Thế là lúc mà cảm xúc em ghi bàn mà lần đầu tiên trong sự nghiệp em, mà em chạy em gào thét như kiểu như là em la hào hùng, giống như là không còn giữ được bình tĩnh rồi đấy, là giống như là em giải tỏa được mọi thứ tâm lý của em rồi, giống như em có thể giải tỏa được tâm lý của toàn đội lúc đó nữa, giống như tụi em như là vỡ òa đi. Dù cho lúc em ghi bàn là ở phút 55 thôi, nhưng mà cảm xúc lúc đó nó kỳ lạ lắm kìa, nó không còn giữ bình tĩnh. Tình huống ghi bàn di chuyển rồi khống chế bước một là dứt điểm hoàn hảo đấy, như ngôi sao quốc tế luôn, không có một tí nào sai sót. Anh là một cầu thủ nam mà anh cũng chưa giờ ghi được một cái bàn thắng đẹp như thế mà gần như là hoàn hảo, đặc biệt là bàn thắng vàng, thực kia vàng đúng nghĩa luôn, đúng không? Em trước khi mà bạn truyền ấy thì em suy nghĩ như thế nào và em lại chọn ra là em di chuyển như thế? Em là vị trí đá biên, nhưng mà em luôn xâm nhập, em thích xâm nhập ở vùng cấm như vậy để em có những đường có thể khả năng ghi bàn cao hơn. Còn mình cứ ôm biên ít thì mình sẽ không còn cơ hội ghi bàn. Thì giống như tên huống bóng á, Thái Thảo ạ, Mỹ Anh, lúc mà Thái Thảo, Mỹ Anh truyền bóng cho Thái Thảo thì Thảo là khả năng là giống như là phát bóng dài ấy, thì Thảo cứ bung. Em biết là lúc đó là Thảo là cũng ly rất là xa ở ngoài biên, thì em biết là sẽ hết chân. Em có giơ tay em kêu Thảo, trong sân em vẫn gọi, trong bóng đá mà nó có cái sự ngẫu hứng thì mình sẽ làm được. Còn giống như là trong đầu mình suy nghĩ, em nói là mình ghi bàn thì sẽ không bao giờ đi được, nhưng mà lúc mà bóc chợt lên mà có tình huống gì đấy. Nhưng mà giỏi thật đấy, bóng anh thấy tình huống đấy là còn vòng qua đầu người khác, đúng không? Có nghĩa là em cũng không có được khả năng quan sát cái hướng bóng tốt nhất đâu. Dạ đó. Nhưng mà đỡ bóng rất là ngọt, rất là cảm giác nhỉ. Và sau này xem lại thì đấy nó không phải là bàn thắng đầu tiên, đúng không? Nó là gần như là cũng là một tình huống ghi bàn sở trường của em ấy nhỉ. Vâng. Em thì em thích cái kiểu như nhận dân bóng để ghi bàn. Thật sự là chiếc vé World Cup nó đối với cá nhân em cũng như toàn đội nó rất rất là quan trọng. Giống như là em nghĩ là với cái lứa cầu thủ này giống như lứa em nghĩ là đây là chiếc vé World Cup đầu tiên cũng như là chiếc vé World Cup cuối cùng đối với cá nhân em thôi. Còn em hy vọng là sau này các thế hệ sau sẽ có thể là
chinh phục những chiếc máy World Cup tiếp theo mà thành công hơn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những cuộc trao đổi rất hay với Thùy và với mẹ của Thùy nữa, có những câu chuyện đan xen liên quan đến tâm lý, tình cảm của mẹ và con, có những sự chia sẻ, những sự tâm sự và cả những câu chuyện của Thùy về chặng đường đã qua. Thùy là một nhân vật rất là đặc biệt, một người sống tình cảm, nhưng ngoài đời thì cũng là một cô bé rất là lý lắc hóm hỉnh và cũng là một trong những cây hài thú vị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh rất khác của Bích Thùy và cùng với đó là những lời nhận xét của các đồng đội về em. Thật sự thì để mà nói về Bích Thùy á, thì cha mẹ như cũng nói là đó giờ là thấy thằng Thùy là nó chuyền bóng cho con ăn nhiều nhất á, là chỗ của Bích Thùy á. Cũng may mắn là như với Thùy là cùng chung câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, được tập luyện ăn ở cùng với nhau là cũng khá lâu á, cũng hơn 10 năm. Nó đi tới đâu là ồn ào tới đó luôn á, nó vui lắm. Thì mấy đứa trong đội cũng nói là không cần thấy người mà đã thấy tiếng Thùy. Nó đi tới đâu mà nó nói là người ta giống như là người ta bị thu hút nó hết à. Đó là một cái duyên mà chỉ riêng bóng đá nữ mà thấy là chỉ có con Thùy nó có. Bích Thùy là một cái người con trong một gia đình phải nói là rất thiếu thốn tình cảm. Bố thì mới mất, chỉ còn mỗi mẹ. Thế thì tôi luôn luôn động viên Bích Thùy là con phải gọi điện liên tục về cho mẹ để chia sẻ với mẹ ở nhà, mẹ đỡ buồn. Có những cái lần mà phải một năm rời Bích Thùy mới về nhà được. Thì đấy là mình rất là thương và quý Bích Thùy như vậy. Trên sân tập luyện và trên sân thi đấu, phải nói Bích Thùy là một cái con người rất là dũng mãnh. Đấy, trông người bé nó chắc thì rất là nhanh, có kỹ thuật, quyết định rất là táo bạo. Đấy, và tôi rất là thích Bích Thùy ở cái điểm mà dám, tức là dám chịu trách nhiệm, không có nề hà gì cả. Mà tập thì hết sức mình. Trên sân tập dù nắng dù mưa, rồi giao án nặng như thế nào Bích Thùy đều qua hết và bác cứ yên tâm cháu sẽ còn làm được. Thì tôi rất là tin tưởng Bích Thùy. Và Bích Thùy cũng là một cái vị trí đội hình chính thức của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng ta. Kỷ niệm thì cũng nhiều lắm. Có một lần mà như đá ở giải Đông Nam Á mà như cởi áo nó nói trời em chạy lên em ôm em gỉ xuống mà em gỉ không kịp. Nó gỉ áo gì xuống á. Là lúc đó là nó biết là Như bị một thẻ vàng rồi. Nó nói là trời lúc đó em chạy em ôm kì, em định kỵ xuống mà không kịp. Như chạy nhanh quá thôi em bỏ luôn. Chung là rất là cá tính, vui nữa. Hay anh đội hay khùng khùng ấy. Hay kêu Thùy là Thùy chó điên mà. Tính nó vui đó, hay chọc mọi người. Nhiều lúc nó trong phòng mình với nó la làng vậy đó. Nhưng mà ở trong sân cũng chơi Thùy, kỹ thuật của Thùy tốt, chơi hay. Các bạn thân mến, đó là những hình ảnh hết sức thú vị cùng với những lời nhận xét đặc biệt về Bích Thùy. Anh rất là ấn tượng với Thùy. Lúc thì lý lắc, rồi anh rất thích cái điệu nhảy rumba của em, rất là nghịch ngợm, rất là free, rất là funny. Ông ngoài đời Thùy là một người như nào? Chơi thể thao mà, lúc nào cũng mang trong mình một cái tính chất là hài, em gọi là hơi khùng khùng tí. Giống như là khi vô cuộc vui nào cũng vậy, em luôn hết mình. Tuy là giống như những cuộc vui ăn chơi rồi thì em sẽ không có biết mấy cái mình cái thứ đó, nhưng mà vui vẻ ca hát á, thì em luôn là người sẵn sàng. Xong rồi tự tin nhỉ, tin. TikTok hay phết, xem cuốn phết. Cô có biết cô có xem TikTok của con gái không? Có luôn ạ. Cô cổ vũ con làm những cái công việc như thế ạ. Nó vui mà đúng không nhỉ? Vui, làm gì được nó làm. Dạ. Cái gì mà vui là được. Và có một điều mà anh muốn hỏi Thùy, đó là anh biết là trước đây thì Thùy là một cô gái anh có thể nói là khiêm tốn, thậm chí là có vẻ hơi khép mình. Nhưng anh rất thích một cái đoạn mà em phỏng vấn ngay sau trận đấu với chị Thu Trang đúng không?
Em có nói rằng bình thường ấy, thì em sẽ rất ít nói về mình. Nhưng hôm nay em xin phép được rất là tự hào với những gì mà mình làm được. Anh rất thích cái đoạn đó. Em cảm ơn anh ạ. Thật sự là em thì trước đây không phải là mẫu người mà hay nói về mình đúng không? Vâng, em không thích là vỗ ngực ta đây. Em chỉ muốn là mọi người nhìn thấy công nhận em là em thi đấu trên sân, em đá như thế nào thôi. Còn em không thích là phải phô trương lên, phải kiểu dạng như đánh bóng tên tuổi mình lên một tí, thì em không thích như vậy. Em muốn là người ta nhớ đến em, dù một năm hay bao nhiêu năm sau em có dạy người ấy thì người ta vẫn nhớ là ngày xưa có một vận động viên thì đá như vậy. Chứ em không thích là sẽ nhớ về em một cái hình ảnh nào khác. Thì nên là em luôn cố gắng, em cố gắng để cho người hâm mộ cũng như là tất cả anh chị em báo đài sẽ biết đến em vì khả năng chơi bóng của em, thành tích của em. Chứ em thì em như là em không quen nói trước mọi người, không quen giao lưu, hoặc là em không có thích cái vấn đề đấy. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ rằng hàng triệu, hàng chục triệu người dân Việt Nam biết đến cái tên Nguyễn Thị Bích Thủy rồi đúng không? Người hùng nhỏ bé nhưng lại có một cái chiến công vĩ đại cho đội tuyển Việt Nam. Anh nghĩ rằng hoàn toàn xứng đáng với cái niềm tự hào đó. Có một câu hỏi mà anh muốn hỏi Thủy trước khi chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay. Anh là một người sống trong thế giới bóng đá, anh biết bóng đá nam thế nào, bóng đá nữ thế nào. Và anh cũng có một cái chia sẻ và cái khẳng định, đó là Thùy cùng với các đồng đội cũng đã được tôn vinh ở SEA Games, đúng không ạ? 2019 cũng một chiến dịch truyền thông, cũng rất nhiều tiền thưởng, thậm chí là thời điểm đó tiền thưởng còn nhiều hơn U23, đúng không nào? Nhưng sau SEA Games, đến trước cái World Cup vừa rồi, anh cũng phải chia sẻ rằng bóng đá nữ chẳng có gì thay đổi cả. Chế độ lương của em vẫn như thế đúng không? Thưởng vẫn như thế đúng không? Đội giải thì cũng có 6 đội tham gia, mà năm nào trước khi đá giải thì cũng có đội dọa bỏ đúng không? Chế độ đánh ngộ không có gì thay đổi cả đúng không? Mặt bằng không có gì thay đổi cả. Gương mặt những cầu thủ xuất sắc thì cũng không bổ sung được thêm ai mới cả. Có nghĩa là cái sóng của SEA Games nó lên một chút rồi nó lại xuống và nó lại trở lại cái cũ. Thì sau cái chiến tích vừa rồi, sau cái thành công vừa rồi, nếu như có một cái mong muốn gì đó nói với lãnh đạo, nói với liên đoàn, nói với những người hâm mộ, Thủy sẽ nói gì? Sau chiến tích vừa rồi thì tụi em đã giành được chiếc vé đến với World Cup. Thì em hy vọng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như các lãnh đạo, các doanh nghiệp lớn sẽ đầu tư và quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn. Điển hình như là các câu lạc bộ sẽ được quan tâm và động viên hỗ trợ tụi em, thì sẽ giúp cho tụi em thêm về, thứ nhất là về mặt kinh tế cũng như vật chất tụi em sẽ tốt hơn, sẽ tìm ra những đường tài năng cũng như thế hệ sau này kế thừa tụi em thì sẽ thành công và tốt hơn nhiều. Nói chung là em thấy là sau cái World Cup này là riêng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của em á, là đã có khá nhiều doanh nghiệp quan tâm đến nhiều, là đó là niềm tự hào mà em và niềm vui, và em thấy là đây là sự thay đổi mà từ trước đến giờ em thấy là dù sau chưa có ạ. Hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà tài trợ, sẽ có được nguồn tiền để nuôi đội bóng, cải thiện đời sống cầu thủ, đúng không? Cái đó mới là những cái thiết thực. Bởi vì thực ra mà nói thì có thể là có rất nhiều tiền thưởng và nó thực sự tốt cho các tuyển thủ. Nhưng chúng ta chỉ có 30 tuyển thủ thôi, nhưng có tới 300 đến 500 cầu thủ nữ cơ. Mọi người sẽ như thế nào và mọi thứ sẽ như thế nào, đúng không? Em có tin tưởng là sẽ có nhiều sự thay đổi sau cái kỳ tích này không? Em thật sự là sau cái kỳ tích này này, em thấy là bóng đá nữ tụi em sẽ đi lên đấy, sẽ được nhiều sự quan tâm và các cấp lãnh đạo sẽ đầu tư nhiều về đến cho các câu lạc bộ. Wow, bóng đá nữ sẽ có sự phát triển bền vững hơn đúng không? Chắc chắn hơn. Con thân mến ạ, rất vui là khi chương trình này chúng tôi thực hiện cũng là một dịp rất gần với mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam, một ngày để chúng ta có thể tôn vinh những người phụ nữ. Và thay mặt cho chương trình thì Phương Nam Show cũng có những món quà nhỏ và cũng nhờ Trang sẽ giúp anh. Thứ nhất là cháu có bó hoa gửi tới cô ạ. Cháu chúc cô sẽ luôn mạnh khỏe. Bây giờ thì điều cháu mong muốn nhất là cô khỏe thôi, để Thủy yên tâm và cống hiến thi đấu đúng không ạ? Và đây cũng là những cái món quà của chương trình, một cái áo để có thể mặc buổi tối cho đỡ lạnh thôi. Cháu gửi cô ạ. Dạ. Vâng ạ. Và cháu hy vọng rằng World Cup 2022 cô cháu mình sẽ ngồi trước màn hình xem và cổ vũ cô bé này tung hoành trên sân cỏ của World Cup thế giới, đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn cô, cảm ơn Thùy về bữa cơm ngày hôm nay và những câu chuyện nữa.
Các bạn thân mến, ngày hôm nay sẽ là một ngày rất đáng nhớ với cá nhân Phương Nam cũng như là ekip sản xuất chương trình Phương Nam Show. Chúng tôi cũng đã về được những vùng quê nhỏ bé, được chứng kiến những câu chuyện của những nữ tuyển thủ, những có thể nói là những người hùng kim cương của chúng ta. Những người mà qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy rằng con đường của họ đến với bóng đá khó khăn như thế nào, họ đã vượt qua những trở ngại ra sao, họ đã có được những sự cổ vũ từ những người thân như thế nào, những sự hy sinh thầm lặng như thế nào. Ví dụ như là mẹ Thủy không muốn Thủy đi bóng đá, nhưng vì con, vì niềm đam mê của con, cô cũng sẵn sàng hy sinh và cổ vũ cho con trên con đường của mình. Và khép lại chương trình ngày hôm nay, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn những người phụ nữ Việt Nam, những người đã vượt qua rất nhiều những khó khăn thầm lặng và cống hiến được những điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam, cho người dân Việt Nam, giống như những gì mà nữ tuyển thủ của chúng ta đã làm được. Một lần nữa chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, chúc một nửa của thế giới luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và sẽ có thật nhiều những cảm hứng để làm việc, cũng giống những gì mà đội tuyển nữ Việt Nam đã mang lại cho bóng đá Việt Nam, cho người dân Việt Nam trong suốt những thời gian vừa qua. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp và chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình ngày hôm nay ở đây. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những chương trình khác của Phương Nam Show. Xin chào và hẹn gặp lại. Để tiếp tục theo dõi những video chất lượng đến từ kênh Đạo Phương Nam Official thì xin mời quý vị và các bạn hãy subscribe nút ở bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóng đá, những câu chuyện hậu trường, những màn phân tích về mặt chuyên môn và những lát cắt sâu về mặt chuyên môn của cá nhân Phương Nam cùng với những vị khách mời.